Chào các bạn, xin chào quý bà con. Thì trong cái thời gian qua này, nhiều bạn comment trên kênh của tôi đấy, hỏi là anh ơi, cái tranh dán tường cao cấp thì có dán được ngoài trời hay không? Đấy, hoặc là anh ơi, cái tranh dán tường mà mình dán ngoài trời thì nó có bền hay không? Và cái cũng như là cái quy cách, cách thức thi công một bức tranh dán tường mà ở ngoài trời làm sao cho nó bền đẹp. Thì hôm nay tôi lấy để mua một bức tranh này là tôi làm tại nhà mình. Đây, thì một bức tranh này các bạn biết không, tôi làm từ năm 2017 đến giờ, tính ra cũng khoảng tầm gần 5 năm rồi. Thì sau 5 năm sử dụng thì bức tranh nó vẫn còn cái hình ảnh như này, chất lượng hình ảnh như này. Chúng ta thấy được cái độ bền của cái vật liệu và cái màu sắc. Thế còn cái vết rách bên tay trái, mép bên tay trái này các bạn có thể nhìn thấy đấy. Đấy là một cái vết mà cái xe ba gác của chú em đến chở tranh đi giao cho khách thì chú ấy lùi, là một cái cây gỗ nó đâm vào đá. Thì thực ra mà nói nó về bản chất ấy, thì tranh in công nghệ UV trên lụa Nhật. Thì nhìn vào đây chúng ta đã thấy là cái công nghệ in tranh UV đấy, nó cho cái hình ảnh không chỉ sắc nét mà còn rất là bền. Đấy, vết rách cây gỗ nó đâm chúng ta có thể nhìn thấy rõ đúng không? Thế còn đây trẻ con nhà tôi nó cào, nó xé rồi nó vẽ nên ngựa nên ngủng các kiểu. Trẻ con hàng xóm nó sang, xóm này 5-7 đứa trẻ con nó phá thì cũng rất là ác liệt. Thế rồi là mưa bụi đất nó bắn vào tôi cũng chẳng có công đâu, tôi ấy đi. Thì để thi công một bức tranh ngoài trời chuyên nghiệp ấy, thì trước hết ấy thì chúng ta phải chuẩn bị một cái bề mặt thật là phẳng, thật là chắc và phải chống thấm nhá. Cái phía tường trước cửa nhà tôi đi, nó là một cái nhà cấp 4, nó rất là cũ rồi đấy, thì không thể gọi là một mặt phẳng tiêu chuẩn được đấy nhá. Thế còn đây là cái nó bị bùng là lâu quá tôi mới dán lên thôi, thì nó tạo thành cái lớp gấp như thế. Còn là một bức tranh mà chúng ta dán chặt chẽ vào mà chúng ta đi silicone cẩn thận ở các mép ấy thì nó rất là bền đấy. Thì đây là cái bề mặt của tôi nó không được tốt, tường nó sơn nó chóc ra cho nên là nó như thế này đấy. Thì tôi xin nhắc lại là để dán một bức tranh dán tường ở ngoài trời đấy thì cái bề mặt của chúng ta nó phải thật thật phẳng và chắc chắn và chống thấm. Thứ hai đấy là chúng ta dùng keo sữa, tốt nhất là dùng keo sữa 100%, quấy thật kỹ để chúng ta dán. Sau khi dán xong ấy thì các phần mép này này, như các bạn nhìn thấy đây này, nếu như nó trơn như thế này thì chúng ta tóm lại là không nên làm trơn như thế này. Tôi làm như này đấy là để mục đích test vật liệu các bạn ạ. Tôi làm nghề tranh, tôi sống bằng nghề tranh cho nên tôi muốn test vật liệu của tôi xem là nó khả năng chịu thời tiết như thế nào để cho tôi đi làm cho khách hàng tôi yên tâm và khách hàng yên tâm nhá. Thế còn cả bề mặt của tôi đều không và cái không gian của tôi đều không đủ cái tiêu chuẩn để xử lý nữa. Tôi xin nhắc lại, thứ nhất là bề mặt nó phải thật là phẳng, thứ hai là nó phải có cái chỗ để mình đi cái silicone cho nó chắc, và quan trọng nhất là gì, quan trọng nhất là đây là tôi không có phủ. Thì nếu mà chúng ta để cái bức tranh nó chịu đựng thời tiết tốt nhất ấy, thì chúng ta lên dùng cái PU ngoài trời, chúng ta phủ lên khoảng từ 2 đến 3 lớp. Và cái tranh chúng ta dùng cái tranh ít nhất là tranh phủ bóng nano nhá, hoặc là tranh in UV lỗi thì càng tốt, thì người ta sẽ phủ bóng kỹ hơn, thì chúng ta phủ nó hết ít PU hơn và nó độ bền nó cao hơn. Thì đây là một cái công trình thực tế để trả lời cho cái câu hỏi là có dán được ngoài trời hay không và độ bền nó bao nhiêu đấy. Thì thông thường ấy thì những cái người mà làm tranh dán ngoài trời đấy, đa số là những người ta khá giả, người ta làm ở những cái vùng khu vực sân hoặc là các cái khách sạn hoặc là các cái resort, người ta làm những bức tranh ở ngoài trời. Thì thông thường ấy là tốt nhất nếu các bạn làm tranh dán tường ở ngoài trời đấy thì các bạn tạo thành những cái khung viền xung quanh, chúng ta tạo thành những gờ viền, những ô lõm để chúng ta dán bức tranh vào thì nhìn nó gọn gàng hơn, nó đẹp hơn. Còn tôi làm ở đây đấy, mang thứ nhất là mình thử, mình test cái vật liệu thôi đấy. Sau khi dán xong ấy thì chúng ta lên đi một cái lớp silicone xung quanh mép tranh và tiếp tục đấy. Khi mà tranh khô, keo khô, chúng ta nên phủ 2 đến 3 lớp PU, nên dùng loại PU của Nhật nhá. Chúng ta phủ ra nó chịu thời tiết rất là tốt đấy. Thì tôi sẽ chỉ trả lời được những câu hỏi như vậy thôi. Thế còn tranh đây tôi đã làm 5 năm rồi nhá, từ năm 2017 đến giờ là 5 năm rồi đấy. Thì còn hơn nữa thì tôi không biết,
Nhưng mà chất lượng hình ảnh thì rất là ok. Thế còn độ chịu thời tiết của lụa này, dòng lụa này, lụa công nghiệp của Nhật Bản, cho nên là các bạn để ngoài trời chục năm không vấn đề gì cả. Đấy, thế còn vấn đề quan trọng nhất là chúng ta có cái bề mặt nó tốt, rồi chúng ta xử lý được cái bề mặt đấy, làm cho nó kín kẽ hơn. Keo dán thì dùng keo sữa 100%, nó vừa bám chắc, nó vừa chống thấm. Cái mép của bức tranh và bức tường ấy thì chúng ta nên đi một cái lớp silicone mỏng thôi, nhưng mà kín kẽ, khéo léo một chút. Và cái bề mặt của bức tranh là chúng ta phủ 2 đến 3 lớp PU. Như vậy thì cái bức tranh của ta nó giống như kiểu là nó được bao bọc bốn bên bởi các cái lớp bảo vệ. Như thế đấy, thì cộng với khả năng chịu đựng của bức tranh, của vật liệu in tranh nữa, của công nghệ in tranh nữa, thì bức tranh của chúng ta sẽ rất bền. Nó bền bao lâu thì tôi cũng không thể nói được, vì tôi mới làm ngoài trời được 5 năm đấy. Nhưng mà nếu mà mục đích của chúng ta nhé, chỉ cần từ 3 năm năm thì ok đấy. Thì hy vọng giúp được bà con làm tranh nhà mình và thể hiện được ý tưởng làm tranh của mình nó đẹp hơn nhé. Xin chào.